Để phục vụ cho dịp lễ 2 tháng 9 và xa hơn là chiến lược phát triển mỗi quận huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện thành phố Thủ Đức đã cho ra mắt nhiều sản phẩm độc đáo mới lạ. Dịp lễ 2 tháng 9 năm nay, các điểm tham quan mang dấu ấn lịch sử, các tour du lịch theo dòng lịch sử diễn ra trong ngày đã mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Quán cà phê Đỗ Phủ, nơi đặt hộp thư bí mật và hầm nổi của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn xưa, di tích quốc gia hầm vũ khí bí mật của biệt động Sài Gòn, nơi từng chứa gần 3 tấn vũ khí đánh Dinh Độc Lập và một số mục tiêu cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn. Bảo tàng biệt động Sài Gòn, bảo tàng thông minh tư nhân đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Những điểm đến lịch sử riêng có của thành phố mang tên Bác. Thưa quý vị, biệt động Sài Gòn là tour du lịch ngắn ngày được hầu hết các công ty lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai. Vào dịp lễ 2 tháng 9, chúng ta đến những địa chỉ đỏ như thế này thì thật sự là phù hợp. Tuy nhiên, để những cái tour du lịch liên quan đến lịch sử thật sự thu hút và tạo điểm nhấn cho du khách khi họ đến cũng như là trở lại, thì đòi hỏi các tour du lịch cần phải có những cái câu chuyện đặc biệt và có những cái trải nghiệm tại điểm đến. Những người chiến sĩ của chúng ta sẽ giấu phần thư vào trong cái lăng sử ghi vô này. Họ lên đây, họ bỏ những cái tài liệu, phần thư, có thể là sổ súng ngắn, có thể là bàn lá để phục vụ cho mục đích kinh tài. Đến một số cái nơi á, thì mình sẽ có những cái câu chuyện chuyên đề mà mỗi lần đi thì sẽ là một câu chuyện khác nhau. Mỗi đoàn sẽ không có bị trùng lặp về nội dung. Đã có từng những khách hàng đã từng quay lại với chương trình này lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng mỗi lần đi là một cảm xúc khác nhau. Chương trình diễn ra với khách á, thì bên tôi đưa những cái hoạt động trải nghiệm sâu vào trong đó. Trải nghiệm rất là thú vị, thưởng thức những cái ly cà phê, được ăn những cái quẩy, rồi được trò chuyện với nhau. Hay ở đây là mình kết hợp được giữa ý nghĩa lịch sử, vừa kết hợp được cái không gian cũng như là cái ý nghĩa cái ngôi nhà này. Đã từ lâu rồi, tôi cũng muốn được đến những cái nơi như thế này để ôn lại tất cả những cái xa xưa của những thời Oanh Liệt. Tôi rất là vinh dự và tự hào về những con người Việt Nam. Nếu mà các cái tour du lịch mà tổ chức được những cái chuyến đi như thế này để dân người ta biết nhiều hơn và phổ biến rộng rãi trong dân chúng thì tôi thấy đó là một việc rất tốt. Đa dạng trải nghiệm của du khách là điều mà các địa điểm du lịch đang thực hiện. Ví dụ như khi đến Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Gia Định, ngoài việc chúng ta có được những hiểu biết về hiện vật thì chúng ta vẫn có thể tương tác trực tiếp với màn hình trên bức tường như thế này để những cái thước phim về biệt động Sài Gòn xưa được tái hiện trước mắt chúng ta như thế này. Những cái kiến thức về lịch sử như thế này thì mình rất là dễ dàng có thể tìm thấy trên mạng. Nhưng mà hôm nay thì mình được tham gia một cái tour nghiêng về việc trải nghiệm và tương tác trực tiếp, thì mình cảm thấy những cái kiến thức này nó không còn bị khô khan và mình có thể tiếp cận một cách thú vị hơn. Và mong muốn thành phố mình sẽ càng ngày càng phát triển để cùng chung tay với cả nước hướng tới những cái điều tốt nhất trong cái đợt lễ này.